Ơi, xin chào cả nhà. Rồi hôm nay mình sẽ làm cái món này, món gì đây? Rồi hai bộ lòng nha, hai bộ lòng vịt cả nhà. Hôm nay mình sẽ xào mướp nha. Đây một trái mướp đó, dài và to ha. Mướp này nhà trồng cái nha. Rồi trước khi mình nấu món này thì mình sẽ sơ chế ha, sơ chế cái bộ lòng của con vịt đó cả nhà. Với bộ lòng này thì mình chỉ cần chà muối nha cả nhà. Rồi sau khi mình chơi chết sạch sẽ, bắt đầu mình sẽ chà muối ra nha. Khi mình chà muối xong sạch sẽ hết, bắt đầu mình sẽ đi luộc nha. Luộc cho nó chín nha cả nhà. Đây. Rồi luộc cái này mình bỏ cho mình hai củ hành tím thôi nha. Rồi ok ha. Rồi, trong khi chờ cái bộ lòng nó chín thì mình sẽ gọt mướp nha. Tập toàn xí ha, để mình xào nó teo lại ha, là vừa ha. Xào lại nó teo luôn mấy nha. Rồi, đây là hành quế đây nha, để mình làm cho cái món nó thơm hơn ha. Rồi, sau khi mà chuẩn bị xong tất cả các món kia thì giờ mình qua mình xử lý cái bộ lòng nha. Đây, bộ lòng gì là ok cái nha, chín rồi ạ. Rồi mình sẽ ngâm nước lạnh nha. Xin kỹ miếng này lại ha. Ok. Đây, mình cắt miếng vừa ăn cái nha. Nóng. Đây cái nha. Rồi chuẩn bị xào nha. Rồi, xào bướp thôi. Rồi chuẩn bị cho mình hai củ hành ha, hai tép tỏi ha. Rồi cho mình miếng dầu ăn ha. Nóng lên thôi cả nhà.
xào và cho hành tỏi vào nè. Rất là thơm nha. Giờ mình cho gia vị nha. Mắm ha. Một muỗng đường ha. Một muỗng tinh noi nha các nhà. Dầu hào. Dầu hào tự nhiên mắc ghi ha. Ha. Cho một rồi ok. Tịch tiêu nhé. Khi nó thắng là bắt đầu mình sẽ cho mướp vào nha. Rồi, đồng cho mướp vào cái nha. Đây. Rất là thơm luôn cái nha. Cái này không cần bỏ nước nha cả nhà, tại vì cái bước này nữa nó ra nước đó nha. À, các bạn xào mà cái mướp này nó vừa vậy hả, nó vừa tới gì là ăn là cực kỳ ngon luôn cả nhà, đừng có cho nó chín quá ha. Rồi mình cho hành với quế. Cho miếng tiêu nữa ha, tại vì cái món này mình tiêu nhiều tí ăn cho nó dậy mùi. Thơm lắm. Rồi. Ok. Rồi, như vậy là hoàn thành cái món này. Lòng vịt xào mướp nha cả nhà. Bạn nhìn hấp dẫn ha, tạt lửa nha. Đấy ha. Mướp nó vừa thôi chứ không nó chín quá. Chín quá là ăn nó không ngon ha. Rồi, cực kỳ thơm. Rồi xin chào và hẹn các bạn ở clip sau nha.